Với mong muốn mang đến cho khách hàng những dịch vụ thẩm mỹ ưu việt nhất, Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà đã không ngừng nghiên cứu và cập nhật các phương pháp làm đẹp tiên tiến trên thế giới. Nổi bật là lễ chuyển giao công nghệ nâng cơ, trẻ hóa da Untherapy thế hệ mới nhất. Công nghệ Untherapy đã được FDA Hoa Kỳ công nhận là giải pháp căng da và nâng cơ mặt tương đương với phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Untherapy giúp tái tạo lại làn da từ trong ra ngoài, sóng siêu âm hội tụ vi điểm giúp trị liệu Untherapy đạt đến độ chính xác tối đa do màn hình vừa hiển thị cấu trúc da, vừa hiển thị đường đi của năng lượng. Cộng thêm những phát minh vượt trội và năng lượng đạt đến độ sâu lý tưởng tại lớp cơ nông, công nghệ này kích thích cơ chế tái sinh collagen tự nhiên của cơ thể, hoạt động mạnh mẽ. Biết không, mỗi lần đến với Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà, Thu Hoàn cảm thấy rất thoải mái và hài lòng. Ngày hôm nay thì Thu Hoàn đã lựa chọn công nghệ Untherapy, và không phải ngẫu nhiên mà công nghệ Untherapy lại được nhiều chị em lựa chọn đến vậy. Bởi đây là công nghệ giúp làm đẹp da, làm mịn da, giúp săn chắc, trẻ hóa da và chống lão hóa. Không chỉ riêng Thu Hoàn mà rất nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng khác cũng được trải nghiệm dịch vụ và vô cùng hài lòng khi sử dụng công nghệ Untherapy thế hệ mới nhất tại Thẩm mỹ Hồng Kông. Thời gian gần đây, khi mà Ngọc Diệp tìm hiểu, đã biết đến Thẩm mỹ Hồng Kông tại địa chỉ số 51 Hàng Gà, Hà Nội. Và Ngọc Diệp rất vui mừng khi mà được biết đến công nghệ mới nhất hiện nay, đó là công nghệ Untherapy. Khi mà trải nghiệm với công nghệ mới này thì Ngọc Diệp đã đạt được cái kết quả, đó là gương mặt của mình đã thon gọn và thanh thoát hơn nhiều. Một lần nữa rất là cảm ơn những chuyên gia thẩm mỹ tại Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà Hà Nội đã giúp cho Ngọc Diệp có được một gương mặt như hiện nay. Công nghệ Untherapy tái tạo lại làn da từ trong ra ngoài, chỉ một liệu trình duy nhất, không đau, không xâm lấn. Làn da tiếp tục được trẻ hóa trong 2 đến 3 tháng sau điều trị và có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm nhờ vào cơ chế kích thích tăng sinh collagen mới liên tục. Tôi rất vinh dự có mặt tại Thẩm mỹ Hồng Kông để trực tiếp tư vấn và trị liệu với công nghệ Untherapy. Untherapy sử dụng năng lượng siêu âm hội tụ vi điểm tác động sâu đến lớp collagen, tạo ra nhiệt độ cao và ổn định từ 60 đến 70 độ, kích thích tuần hoàn máu và tăng sinh collagen. Công nghệ Untherapy thực sự là bước đột phá trong ngành thẩm mỹ. Công nghệ Untherapy tái tạo lại làn da từ trong ra ngoài, chỉ một liệu trình duy nhất, không đau, không xâm lấn. Làn da tiếp tục được trẻ hóa trong 2 đến 3 tháng sau điều trị và có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm nhờ vào cơ chế kích thích tăng sinh collagen mới liên tục. Do vậy, đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho phái đẹp để tận hưởng những phút giây hạnh phúc của tuổi thanh xuân. Đặc biệt, ưu đãi cực sốc, Thẩm mỹ Hồng Kông dành tặng iPhone 7 cho khách hàng ngay sau khi thực hiện dịch vụ Thermat 1200 hoặc Untherapy trị giá 65 triệu đồng. Hãy liên hệ ngay Thẩm mỹ Hồng Kông, địa chỉ duy nhất 51 Hàng Gà, Hà Nội.